Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nguyễn Tiến Đạt Official, kênh thông tin chuyên chia sẻ kiến thức về skincare, làm đẹp, chăm sóc da và các loại mỹ phẩm. Hầu hết tất cả mọi người đều biết rằng bước rửa mặt là một trong những bước quan trọng nhất trong quy trình skincare hàng ngày, đặc biệt là đối với những bạn có tình trạng mụn ẩn, tình trạng da sần sùi, lỗ chân lông to. Một số trường hợp mình chỉ cần thay đổi loại sữa mặt này, dùng sữa mặt chuẩn và cái cách rửa mặt chuẩn là tình trạng mụn nó đã đỡ đi rồi, mà thậm chí chưa phải dùng thêm bất kỳ một loại treatment nào khác. Vì vậy trong thời gian này mình sẽ đưa ra một chuỗi video review về các loại sữa mặt khác nhau để bạn có thể tìm và chọn được sữa mặt phù hợp nhất với tình trạng da của mình. Video đầu tiên mình sẽ bắt đầu với một cái loại sữa mặt khá phổ biến trên thị trường, đó là loại Panasonic Pure Luminizing Cleanser. Thì nào, cũng bắt đầu video thôi. Số 1 là về vỏ và hình dạng bên ngoài. Thì sữa mặt này có màu xanh khá là đẹp mắt, mình khá thích màu này. Tiếp theo là đến với những option mình ghi trên vỏ sữa mặt, thì sẽ có hai option chính trên đây. Thứ nhất đó là giúp làm sạch tốt những cái dầu thừa này, lớp make up này và bụi bẩn trên da. Option thứ hai đó là dạng foaming gel, vừa làm sạch tốt mà lại không gây khô da quá. Thì trong hai option này ấy, thì option đầu tiên là làm sạch tốt lớp dầu, lớp make up, thì thực ra mình sẽ không khuyến cáo các bạn sử dụng luôn cái sữa mặt này để dùng làm lớp tẩy trang luôn, và bạn vẫn nên có một cái tẩy trang chuyên dụng khi mình sử dụng kem chống nắng hay khi mình make up, mình làm sạch thì nó sẽ tốt hơn là chỉ sử dụng mỗi sữa mặt này. Cái option thứ hai là cái option mình rất thích nhé. Thứ nhất là bởi vì nó là dạng foaming gel, mình có thể sử dụng ở trên rất nhiều tình trạng da, và khi dùng và sử dụng trên da nó sẽ không gây khô quá, giống như một số loại sữa mặt trị mụn mà khi rửa xong nó khô quá thì nhiều khi da mình nhạy cảm, mà rửa mặt xong khô thì mình lại còn bị mụn nhiều hơn. Cái này là một option rất là ok. Tiếp theo đến phần vỏ thì mở ra mở vào khá là chắc chắn, mình có thể mang được đi lại mà không sợ nó bị chảy ra ngoài. Khi cho ra tay thì nó sẽ là dạng gel trong suốt, mùi khá là thơm, khá là ok đấy, thấy mùi thơm là rửa thoải mái rồi. Số 2 đến với thành phần của sữa mặt này. Thành phần hoạt tính chính của sữa mặt này đó là salicylic acid 0,5%. 0,5% là mức vừa phải, khi sử dụng thì nó cũng không bị quá khô, nhưng nó cũng hỗ trợ một mức tương đối là tốt cho cái việc mà điều trị mụn ẩn hay các vấn đề kiềm dầu cho da và làm sạch lỗ chân lông tốt hơn. Đến với những cái thành phần khác thì ưu điểm của sữa mặt này đó là không cồn và không hương liệu, nên là có thể dùng cho da nhạy cảm, và pH 0,5% thì mức này có thể dùng cho da khô và da nhạy cảm ở mức vừa. Da nhạy cảm quá thì không sử dụng được. Một trong những thành phần khác mà mình khá thích và nổi bật trên cái sữa mặt này đó là nó có panthenol, có glycerin và arginine. Đây là ba thành phần làm cho da dịu hơn khi sử dụng sữa mặt này, mặc dù nó có thành phần BHA bên trong. Khá là ổn về thành phần như vậy, tương đối là tốt. Số 3 là cảm giác khi sử dụng. Cái sữa mặt này khi mình cho lên tay thì khả năng tạo bọt của nó mức vừa phải, nó không tạo quá nhiều bọt giống như các dạng sữa mặt farm khác, nhưng cái mức bọt đó nó vừa đủ để làm sạch da. Khi dùng trên da nó khá nhẹ, không tạo cảm giác quá khô rát, kể cả trong thời tiết mùa đông hiện tại. Sau khi rửa mặt xong bằng loại này thì mình sẽ không có cảm giác khô và kinh kít giống như loại sữa mặt có pH tương đối cao, mà nó sẽ có cảm giác hơi dính nhẹ. Một số bạn da dầu nhiều quá có thể cảm giác nó không thích bằng, nhưng mà cái mức này nó mức vừa phải, vừa với pH 0,5% thì nó cũng giúp kiềm dầu tốt cho da rồi, nên là mình sẽ khuyến cáo chỉ dùng này thôi. Và nó rất phù hợp với những bạn đang treatment, bởi vì khi mà bôi các sản phẩm treatment khác mà trên nền da nó quá khô và căng ấy thì khả năng kích ứng nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Với da bạn thì khi sử dụng cái sữa mặt này thì cảm giác của bạn như nào, hãy comment xuống bên dưới nhá. Tổng kết lại thì những ai sẽ phù hợp với loại sữa mặt này? Đây là một trong những loại sữa mặt mình thấy là có cái phổ sử dụng tương đối là cao, tức là với những người mà từ mức da bên nhạy cảm, bên khô mình cũng có thể sử dụng được. Nếu mà quá khô, quá nhạy cảm thì không nhé, nhưng với những ai mà da tương đối khô này, hoặc là da thỉnh thoảng vẫn bị mẩn đỏ, kích ứng nhẹ thì đều hoàn toàn có thể sử dụng được, rất ok. Thứ hai là đến với phần da dầu, thì với da dầu rất nhiều mà đang treatment thì mình có thể sử dụng ok. Da dầu nhiều hẳn nhưng các bạn lại không sử dụng nhiều các sản phẩm treatment thì khi dùng nó có thể không có cảm giác quá thích, thì mình có thể nâng lên một loại sữa mặt khác nặng đô hơn, còn nó sẽ phổ rộng từ mức tương đối nhạy cảm đến mức da dầu. Và thứ hai là rất phù hợp cho các bạn đang sử dụng các sản phẩm treatment. Cuối cùng thì mình sẽ đến với ưu điểm và nhược điểm của sữa mặt này. Thì ưu điểm thứ nhất mình vừa nói rồi, đó là nó có thể sử dụng được cho rất nhiều tình trạng da, và đa phần các bạn đều có thể sử dụng sữa mặt này một cách rất ok.
Thứ hai là nó dịu nhẹ, nó không gây khô da quá. Thậm chí mùa đông này với đa số các bạn đều có thể sử dụng được mà không gặp vấn đề gì cả. Chỉ trừ những bạn ở cái mức mà da tương đối nhạy cảm và da khô ấy, thì mùa đông thì mình nên giảm xuống cái loại sữa mặt nó nhẹ hơn để nó tránh tình trạng khô rát da. Ưu điểm tiếp theo là nó là mức làm sạch vừa phải và nó có thành phần BHA, và BHA nó sẽ giúp bạn hỗ trợ trong quá trình chữa mụn nhanh hơn, nó giúp cho da bớt cái hiện tượng bít tắc lỗ chân lông hay sần sùi nhanh hơn. Đến với nhược điểm của sữa mặt này thì nhược điểm đầu tiên đó là về giá thành. Thực giá của nó sẽ rơi vào từ 500 đến 650.000 một tuýp 177ml, thì nó sẽ thuộc mức trung bình cao. Tuy nhiên mình thấy nó hoàn toàn xứng đáng với cái giá này nhé. Thành phần của nó có BHA thì nó không phù hợp cho da rất nhạy cảm hoặc da bạn đang có vấn đề với BHA. Ví dụ như bạn vừa mới gặp một đợt kích ứng BHA xong thì mình sẽ không khuyến cáo các bạn sử dụng loại sữa mặt này ngay lập tức. Hoặc là bạn đang có một chuỗi rất nhiều sản phẩm có BHA trong quy trình chăm sóc da của mình rồi. Bạn có toner có BHA này, bạn có dưỡng ẩm có BHA này, nên bạn có tẩy da chết BHA nữa, thì dùng nhiều BHA quá thì da kể cả khỏe không khuyến cáo là dùng thêm nữa. Cuối cùng là nó cũng không dành cho các bạn mà da thuộc mức rất nhạy cảm và vào mùa đông thời tiết khô hành như vậy. Tổng kết lại thì mình vừa đưa ra một cái review và cảm nhận của cá nhân về loại sữa rửa mặt này. Vậy bạn có thực sự phù hợp với sữa rửa mặt này không? Thì hãy comment xuống bên dưới về tình trạng da của bạn, thì mình sẽ thảo luận và cùng đưa ra xem là bạn có thể sử dụng được sữa rửa mặt này không nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.